Do có mâu thuẫn với một người bạn tên là Đôn hiện đang làm thợ sửa xe tại đường Nguyễn Công Trứ, phường 8, thành phố Đà Lạt, nên 15 giờ ngày 8 tháng 6, sau khi hút bồ đà xong, Phan Nguyễn Phương Duy, sinh năm 1994, trú tại 44B trên 9 nhà chung, phường 3, thành phố Đà Lạt, nhớ đến mâu thuẫn cũ nên đã ra chợ Đà Lạt mua một con dao Thái Lan đi tìm Đôn để trả thù. Đến tiệm sửa xe Thành Công trên đường Nguyễn Công Trứ, Duy chạy vào đâm hai nhát vào lưng và hông bên phải anh Đôn. Duy quay sang đuổi đâm anh Bùi Văn Công là chủ tiệm sửa xe. Cùng lúc này, Trung úy Hà Tuấn Nghĩa, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Lạt đang đi trinh sát tuyến đường Nguyễn Công Trứ, thấy vậy đã lao vào can ngăn. Thấy đồng chí Nghĩa hô, cảnh sát hình sự đây, dừng lại. Lập tức Duy đuổi đâm đồng chí Nghĩa. Đồng chí Nghĩa đã né tránh nhiều nhát đâm của Duy nhưng vẫn bị Duy đâm một nhát vào bả vai phải. Bị thương nhưng đồng chí Nghĩa vẫn kiên quyết quật ngã, khống chế Duy cùng quần chúng dẫn giải Duy về cơ quan công an. Công an thành phố Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Duy để làm rõ về hành vi dùng dao đâm người khác gây thương tích.